Chào anh em nhé. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ anh em một cái dụng cụ để chúng ta mang đi làm. Đây là một cái kìm, gọi không biết người ta gọi thế nào thì mình gọi là cái kìm bấm cốt đa năng. Bấm cốt đa năng thì đối với mình hay đối với những anh em chúng ta ấy, nhân kỹ thuật chúng ta đi làm ngoài ấy, thì đối với những cái cần những cái dụng cụ mà nó gọn thôi đấy, kết hợp được nhiều thứ. Thì đây mình có cái này mình xài thì mình chia sẻ cho anh em. Này nó vừa bấm cốt được, vừa cắt được, tút dây điện được nữa, có rất nhiều cái ưu điểm, và giá thành nó lại rẻ nữa. Đấy. Nó cái đầu này nó cắt tinh tán này, mình sẽ chia sẻ cho anh em. Đấy, cái đầu này nó có cái đầu kéo rất là bén, nó giống như một cái rất là bén, rất là bén. Những cái đầu này nữa thì bấm các cái đầu cốt, đầu này thì nó sẽ cắt cái đinh tán. Này để nó cắt những cái đinh tán này, tự nhiên là có một con tán này. Sẽ cắt cục nó đi nào. Vị trí này tốt này, cái đầu dây này thì tương đứng với cái các cái cỡ dây của chúng ta đưa vào tốt thôi. Tốt xong thì chúng ta sẽ bấm cái đầu cốt cho nó thôi. Nào thì chúng ta bấm những cái đầu cốt cho nó. Cái đầu trên này thì nó tương đương với kết hợp rất là nhiều thứ.